Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Liên quan đại án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã hai người nước ngoài vì giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, nâng tổng số bị can bị truy nã trong cả hai giai đoạn vụ án lên 7 người. Đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, kết luận điều tra xác định từ ngày 27 tháng 10 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, có 21 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái phép với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Từ 2,8 tỷ đô la Mỹ trừ đi 1,3 tỷ đô la Mỹ có nguồn gốc từ tiền tham mô tài sản đã bị xử lý về tội rửa tiền. Bên cạnh đó, 21 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát cũng nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật với tổng số tiền hơn 3 tỷ đô la Mỹ để có thể vận chuyển chót lọt một khoản tiền khủng như vậy trong gần 10 năm, phía sau bà Trương Mỹ Lan là một lực lượng trợ thủ hùng hậu. Trong đó, không thể không kể đến hai cái tên, Chiêu Binh Keung Kenneth và Chen Ji Chung. Theo kết luận điều tra, từ ngày 10 tháng 10 năm 2020 đến ngày 15 tháng 5 năm 2021, Chen Ji Chung là quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB đã thực hiện 13 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhận tiền chuyển về Việt Nam cho các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát thông qua các hợp đồng khống như hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp, hợp đồng vay tiền, hợp đồng tư vấn giữa các công ty ở Việt Nam với các công ty tổ chức nước ngoài. Trong 13 giao dịch này, có 12 giao dịch chuyển tiền đi với tổng số tiền hơn 673 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 15.000 tỷ đồng Việt Nam và một giao dịch chuyển tiền về 35 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 802,2 tỷ đồng Việt Nam. Tổng cộng là 708 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 16.000 tỷ đồng Việt Nam. Căn cứ tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được, có đủ căn cứ xác định, Chen Ji Chung đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền hơn 708 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 16.000 tỷ đồng. Trong đó, chuyển đi hơn 613 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 15.000 tỷ đồng và nhận về hơn 35 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 802 tỷ đồng. Còn ông Chiu Bing Keung Kenneth, quốc tịch Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Chiu Bing Keung Kenneth được Trương Mỹ Lan giao cho quản lý 11 công ty ở trong và ngoài nước. Trong đó, Chiêu đứng tên đại diện theo pháp luật 6 công ty ở nước ngoài thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cơ quan điều tra cho rằng, Chiêu có hành vi tạo dựng các hợp đồng khống, có nội dung mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư, vay vốn giữa các công ty trong nước thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát với các công ty ở nước ngoài, làm hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài và chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Từ ngày 7 tháng 4 năm 2014, đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, tổng số tiền mà 11 công ty nước ngoài đã chuyển đi hơn 556 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 12.000 tỷ đồng Việt Nam và nhận về hơn 940 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 21.000 tỷ đồng. Tổng cộng hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 34.000 tỷ đồng Việt Nam. Với kết quả điều tra vụ án, đủ căn cứ xác định, Chiêu Binh Keung Kenneth đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền mà 11 công ty nước ngoài đã chuyển là hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 34 000 tỷ đồng Việt Nam. Hiện Chen Ji Chung và Chiu Bin Kyung Kenneth đều đã xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được ở đâu. đến nay vẫn chưa có kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp từ các nước, nên ngày 21 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với hai người này. Tối 13 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp cùng công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ một người phụ nữ nước ngoài tử vong trong căn hộ chung cư tại phường 1. Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, ban quản lý chung cư The Gold View, đường Bến Vân Đồn, phường 1 quận 4 nhận được tin báo của chủ một căn hộ, phát hiện người phụ nữ mang quốc tịch Singapore trong căn hộ của mình. Nhận tin báo của cư dân, ban quản lý lập tức trình báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, người phụ nữ ngoại quốc đã chết khô. Lực lượng chức năng thực hiện phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Thông tin ban đầu, chủ căn hộ này không có hợp đồng cho thuê căn hộ và lịch sử sử dụng thẻ thang máy của căn hộ lần cuối vào 22 giờ 20 phút ngày 31 tháng 1. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Cách đây gần 2 tháng tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cũng phát hiện một thi thể nữ giới đã khô trong căn hộ chung cư. Đại diện ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ cho biết, thi thể cô gái được xác định qua đời hơn một năm trước. Hệ thống chung cư xây kín nên khó phát hiện. Căn hộ nơi xảy ra sự việc khóa cửa nhiều năm. Người muốn thuê nhà tới đây liên hệ nhiều lần nhưng không được. Sau đó mọi người nhờ ban quản lý, công an cùng ban ngành tới kiểm tra thì phát hiện ra sự việc. Nhiều người cho rằng cô gái này từng ở đây hai năm trước, sau đó không còn xuất hiện. Ngày 13 tháng 6, ông Trần Văn Tẻo. 42 tuổi, ngụ xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết. Con gái TJK, 14 tuổi, rời khỏi nhà gần 20 ngày nay chưa về. Theo ông Tèo, dạng sáng ngày 19 âm lịch, tức ngày 26 tháng 5, K rời khỏi nhà. Khi đi, em mang theo giấy khai sinh. Ngay khi phát hiện con gái mất tích, gia đình ông Tèo tổ chức tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan công an nhờ hỗ trợ. Ông Tèo tâm sự, vợ chồng ông có 4 người con, Ca là con thứ hai. Nhà không đất sản xuất nên nguồn kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào khoản thu nhập từ việc làm hồ thuê của tôi và tiền lương công nhân của vợ. Kinh tế eo hẹp, ông phải bấm bụng cho ca nghỉ học trong các em. Ông kêu gọi mọi người, ai gặp hoặc nhìn thấy ca, xin báo về cho gia đình qua số điện thoại 0949 983 990. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau cho biết đã nắm thông tin và đang hỗ trợ để ông Tèo sớm tìm được con gái. Trước đó ngày 8 tháng 6, một nữ sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cũng rời nhà không tin tức. Gần 4 ngày sau, lực lượng chức năng tìm thấy nữ sinh khi đang ở nhà bạn. Theo nữ sinh, do đi tắm sông, ướt quần áo, sợ bị gia đình la mắng nên ở lại ngủ nhờ nhà bạn. Ngày 13 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắc xử sơ thẩm lần 2 đã tuyên phạt bị cáo Dương Ngọc Đức, 48 tuổi, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt 19 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc bị cáo Đức bồi thường cho phía bị hại 12 tỷ đồng. Trước đó vào tháng 4 năm 2022, xử sơ thẩm lần 1, tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Đức 6 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, bị cáo Đức kháng cáo kêu oan. Sử phúc thẩm hồi tháng 8 năm 2022, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tuyên hủy án sơ thẩm, giao hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk để điều tra, xét xử lại, để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Đức. Theo cáo trạng, sau khi điều tra lại, từ năm 2008 đến năm 2018, bị cáo Đức là cán bộ tại Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và giữ chức vụ trưởng phòng tổng hợp. Vào năm 2009, bị cáo Đức biết một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh có 100% vốn nhà nước đầu tư dự án trồng rừng, trồng cây công nghiệp tại huyện Ia Súp, tỉnh Đắk Lắk, nên năm 2010, Đức rủ một số người thành lập công ty cổ phần tư vấn đầu tư Đức Nguyên, tức công ty Đức Nguyên, đặt trụ sở tại thành phố Buôn Ma Thuột để làm ăn với công ty này. Trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến tháng 10 năm 2018, bị cáo Đức đã làm giả 48 tài liệu của công ty Đức Nguyên giả chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty để thực hiện mở tài khoản công ty, thỏa thuận, bàn bạc và ký hợp đồng với đối tác. Sau đó, bị cáo Đức được tạm ứng kinh phí 12 tỷ đồng từ đối tác nhằm thực hiện một số dự án theo hợp đồng tại huyện Yasup. Tuy nhiên, đến năm 2016, hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng vì nhiều lần gia hạn nhưng chưa thực hiện được dự án. Quá trình thanh lý, Đức tiếp tục làm giả nhiều giấy tờ, tài liệu. Vụ việc sau đó được công an thụ lý điều tra. Tại tòa, bị cáo Đức liên tục kêu oan. Bị cáo một mực khẳng định không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Bị cáo này cũng cho rằng sau khi nhận tiền từ đối tác đã thực hiện nhiều công việc như ký hợp đồng thuê đơn vị chuyên môn lập dự án, đánh giá tác động môi trường, lập phương án phòng cháy chữa cháy, phương án phát triển cây cao su. Bị cáo Đức nói tại tòa, bị cáo đã chi nhiều khoản để thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký và đã có xác nhận của công ty đối tác nên bị cáo không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dù vậy sau khi xem xét các tài liệu chứng cứ liên quan hội đồng xét xử khẳng định quá trình điều tra khách quan đúng quy định pháp luật cáo trạng truy tố bị cáo đức đúng người đúng tội nên không chấp nhận bào chữa của các luật sư cũng như lời kêu oan của bị cáo từ đó hội đồng xét xử tuyên án như đã nêu trên